Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 13 giờ ngày hôm nay 13 tháng 12 tại khu vực dốc lên thiền viện Trúc Lâm, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra một vụ tai nạn hy hữu khiến một chiếc xe 54 chỗ lật đèo, toàn bộ hành khách may mắn thoát nạn nhưng rất hoảng sợ. Theo thông tin ban đầu, khi vừa ra khỏi thiền viện Trúc Lâm, xe khách đổ dốc về hướng đèo Pren để về thành phố Hồ Chí Minh thì bất ngờ mất lái và lao xuống vực sâu. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng đã tiến hành phân luồng giao thông. Một số người đã được đưa về thành phố Đà Lạt để chuẩn bị trở về thành phố Hồ Chí Minh. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, chiếc xe đã được trục vớt.